Thưa quý vị, trong chuyên đề pháp luật và đời sống kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Một giới thiệu dân bản pháp luật sẽ giới thiệu quy định mới về giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn vệ sinh lao động. Tiếp theo là một hộp thư truyền hình sẽ trả lời đơn thư thắc mắc khiếu nại của bạn xem đài. Cuối chuyên đề là một điểm thư trong tuần. Bây giờ mời quý vị các bạn theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24 quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Theo đó trình tự khiếu nại trong các lĩnh vực này được quy định như sau. Ngày 27 tháng 2 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24 về giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động trong đó quy định chi tiết về trình tự thủ tục khiếu nại tố cáo vi phạm trong các lĩnh vực lao động việc làm dạy nghề và xuất khẩu lao động theo nghị định số 24 quy định khi có căn cứ cho rằng quyết định hành vi của người sử dụng lao động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc của doanh nghiệp tổ chức sự nghiệp đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện tại tòa án. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện tại tòa án hoặc thực hiện khiếu nại lần hai. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án tại tòa án. Ngoài ra, người bị khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 cũng có quyền khởi kiện vụ án hành chính. Về thời hạn giải quyết khiếu nại, cụ thể như sau. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực lao động việc làm, theo quy định là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu dùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Trong 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu thì có quyền yêu cầu giải quyết khiếu nại lần hai. Đối với dùng sâu, dùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp hoặc ở dùng sâu, dùng xa thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý. Bên cạnh quyền khiếu nại thì công dân phải thực hiện các nghĩa vụ khiếu nại theo đúng trình tự thủ tục, trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về việc khiếu nại, cung cấp thông tin tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin tài liệu đó, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Nghị định số 24 sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Mở đầu tiết mục hợp thư truyền hình, chúng tôi trả lời thư của bà Trần Thị Đủ ở ấp 14 xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Thư bà hỏi. Trước đây tôi có tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đầy, sau ngày đất nước thống nhất, vì điều kiện khách quan nên tôi không làm hồ sơ xin hưởng chế độ ưu đãi. Gần đây tôi có liên hệ với địa phương xin hưởng chế độ trợ cấp thì được trả lời phải tìm hai người từng ở tù chung với tôi xác nhận mới có thể lập hồ sơ. Lúc tôi công tác và bị địch bắt chỉ có một mình. Vậy trường hợp của tôi theo quy định có được hưởng chế độ ưu đãi dành cho người có công hay không? Xin chào bà Đủ, theo quy định của pháp luật hiện nay thì những người tham gia hoạt động cách mạng bị tù đầy sẽ được hưởng chế độ trợ cấp của nhà nước. Để được hưởng chế độ dành cho người có công, về phía bà cần phải làm hồ sơ thủ tục đề nghị theo quy định, đồng thời phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý chứng minh bà đã từng tham gia hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến, thời gian và địa điểm bị tù đầy có xác nhận của những người đã từng công tác hoặc hoạt động cách mạng chung với bà tại thời điểm đó. Do vậy, muốn biết được các giấy tờ cần có cũng như hồ sơ thủ tục xin hưởng chế độ ưu đãi dành cho đối tượng là người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đầy, Bà có thể liên hệ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu sẽ được hướng dẫn giải thích cụ thể hơn. Chúc yêu cầu của bà sớm được giải quyết. Vừa qua, chương trình có nhận được thư của chị Lê Thị Phương Chi ở ấp kế phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Nội dung thư chị hỏi. Hai vợ chồng tôi đã ly hôn và theo quyết định của tòa án thì tôi được quyền nuôi con trai 5 tuổi, sau khi ly hôn, chồng cũ tôi không có trách nhiệm gì đối với con trai nên tôi muốn thay đổi lại họ của con từ họ cha sang họ mẹ, như vậy có được hay không? Chị chi thân mến, theo điều 27 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi họ, thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong một số trường hợp nhất định như thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi mẹ nuôi. Thay đổi họ khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ. Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha mẹ cho con. Ngoài ra theo luật quy định thì việc thay đổi họ cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó và việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 điều 7, Nghị định số 123 trên 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch, thì việc thay đổi họ hay chữ đệm hoặc tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ người đó. Như vậy, việc chị tự ý yêu cầu thay đổi lại họ của con mà không được sự đồng ý của người cha là không phù hợp với quy định của pháp luật nên yêu cầu của chị sẽ không được giải quyết. Cũng liên quan đến lĩnh vực hậu tịch, ông Quách Văn Hiếu ở xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi có thắc mắc như sau. Con dâu tôi chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định, nhưng do thấy hai đứa thương nhau nên gia đình tôi vẫn tổ chức đám cưới. Hiện nay mặc dù đã sinh con, nhưng vì chưa đủ tuổi kết hôn nên cả con trai và con dâu tôi đều không dám đi đăng ký khai sinh cho con. Tôi muốn biết Đối với trường hợp của con trai tôi chưa đăng ký kết hôn do chưa đủ tuổi thì có được đăng ký khai sinh cho con được hay không và thủ tục như thế nào? Thưa ông Hiếu, theo Điều 13 luật trẻ em quy định thì trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ tên, có quốc tịch, được xác định cha mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. Ngoài ra tại Điều 15 luật hậu tịch cũng có quy định về trách nhiệm đăng ký khai sinh, cụ thể như sau. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con Trường hợp cha mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Như vậy căn cứ các quy định trên thì việc bố mẹ chưa đăng ký kết hôn do chưa đủ tuổi kết hôn không ảnh hưởng đến việc khai sinh cho đứa trẻ. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ, chưa xác định được cha mẹ thì ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ chưa xác định được cha mẹ. Nếu chưa xác định được cha thì khi đăng ký khai sinh, phần họ dân tộc quê quán quốc tịch của con sẽ được xác định theo họ dân tộc quê quán quốc tịch của mẹ. Phần ghi về cha trong giấy khai sinh của trẻ sẽ để trống. Còn nếu về thời điểm đăng ký khai sinh, người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con thì ủy ban nhân dân kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh. Như vậy khi đăng ký khai sinh cho con, nếu muốn ghi tên cha của đứa trẻ vào giấy khai sinh thì con trai ông phải làm thủ tục cha nhận con. Trên đây là một số quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hậu tịch. Chúng tôi xin trao đổi để ông được rõ. Mến chào ông. Vị khán giả tiếp theo chúng tôi xin trao đổi là chị Phạm Hồng Loan ở phường 1 thị xã Gia Rai, thư chị cho biết. Dịp Tết vừa qua, em tôi tham gia đánh bạc và sau đó có dây nợ của nhiều người. Để có tiền trả nợ, em tôi đã tự ý lấy chiếc xe máy của tôi đem đi cầm cố. Khi phát hiện, tôi có đến gặp cửa hàng nhận cầm cố yêu cầu trả lại chiếc xe nhưng họ không đồng ý. Theo pháp luật quy định thì tôi có quyền đòi lại tài sản của mình hay không? Và hành vi của người nhận cầm cố tài sản không đúng chủ sở hữu hợp pháp như trên có vi phạm luật hay không? Chị Hồng Loan thân mến, tại điều 309 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về việc cầm cố tài sản. Theo đó, cầm cố tài sản chính là việc một bên gọi là bên cầm cố, giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia, còn gọi là bên nhận cầm cố, để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Đối với trường hợp của chị, do chiếc xe này không phải là tài sản thuộc sở hữu của em chị, mà em chị lại tự ý cầm cố, vì vậy giao dịch nói trên sẽ vô hiệu. Về hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại Điều 131 Bộ Luật Dân Sự Cụ thể đối với các giao dịch dân sự vô hiệu thì không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Bên ngay tình trong việc thu qua lợi lợi tức không phải hoàn trả lại qua lợi lợi tức đó. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường Tóm lại thì việc tiệm cầm đồ cầm cố tài sản là chiếc xe máy của chị là hành vi trái pháp luật. Chị có quyền yêu cầu họ trả lại chiếc xe. Nếu như hai bên không thỏa thuận được, khi đó chị có quyền đề nghị cơ quan công an địa phương xem xét can thiệp. Khán giả Bùi Văn Tuấn ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải gửi thư về chương trình yêu cầu tư vấn sự việc như sau. Vợ chồng tôi có mảnh đất gần 300 m vuông hiện đã có sổ đỏ do hai vợ chồng tôi đứng tên. Chú tôi dự tính sẽ chia điều số đất trên cho ba người con. Vậy khi làm thủ tục sang tên, vợ chồng tôi và các con có phải đóng thuế hay lệ phí gì hay không? Xin chào ông Tuấn. Căn cứ theo Điều 4 Luật Thuế Thu nhập cá nhân quy định thì các khoản thu nhập sau đây sẽ được miễn thuế, bao gồm Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân, trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau. Thu nhập của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. Như vậy, khi được cha mẹ tặng cho đất, các con của ông sẽ được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn về lệ phí trước bạ, tại Nghị định số 140 trên 2016 của Chính phủ cũng có quy định về các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Cụ thể, đối với trường hợp nhà đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi cũng sẽ được miễn lệ phí trước bạ. Trong tuần qua, chuyên đề pháp luật về đời sống đã nhận được đơn thư của nhiều khán giả ở trong và ngoài tỉnh gửi về cho chương trình. Bên cạnh những đơn thư có nội dung thắc mắc, yêu cầu giải đáp pháp luật, thì còn có không ít đơn thư có nội dung đề nghị chương trình phản ánh, can thiệp những vấn đề liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cá nhân với nhau. Chúng tôi sẽ xem xét xử lý những đơn thư mà quý vị yêu cầu trong phạm vi chức năng và thẩm quyền của mình. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ sớm có thông tin phản hồi đến quý vị. Sau đây là danh sách những đơn thư mà chúng tôi vừa nhận được, gồm đơn thư của các ông bà có tên sau đây. Đơn của tập thể bà con ấp 14 xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình. Đơn của ông Nguyễn Thanh Bạch ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đơn của ông Lữ Văn Phúc ở phường Hậu Phòng, thị xã Gia Rai. Đơn của ông Lâm Quang Ba, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Đơn của tập thể người dân xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Đơn của ông Nguyễn Thanh Hùng, khóm 10 phường 1, thành phố Bạc Liêu. Quý vị thân mến, một điểm thư trong tuần cũng đã khép lại chuyên đề kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.